Tí xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá thần tổ quốc. Hôm nay em thuộc lên một clip vào 14 cây câu anh em, 14 cây câu này 14 cây câu đều carbon, hạn chế cho em màu lực đánh tăng xe. Thì sẽ có một số cây em giảm giá cho anh em xem. Rồi, đem lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán hàng lỗ không dám đếm lên đó, thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đem lên thứ nhất tham khảo. Cây thứ nhất em lên cho người là một cây Ryobi. Đó, một cây Ryobi thương hiệu nội địa nha mọi người. Đó. Chất liệu loại liệu carbon, cần 3 khúc và 3m9. Bát là bát Fuji tam hoàng, fan là fan Fuji lỗ xám nè mọi người. Đó. Rồi ok nha. Thì cái này dạng của giống Korea sản xuất đấy nè, hàng Korea xuất Nhật nha. Đó. Cái này đảm bảo 100% với em làm lấy từ thị trường Nhật về. Fan lỗ xám hết nha mọi người. Đó. Rồi ok nha. Tem đây đầy đủ. Hàng ok nè. Thì có một số fan đây nè, fan nó bị rỉ keo này như thế này đây. Đó. Dưới đây đây đó. Cái này keo nó rỉ nha nè, lâu ngày đó, nhưng anh em bao chắc với anh em nha, không lung rắc gì đâu, đánh vô tư nha. Hàng này về anh em đánh tra đánh chép có lăn xe thoải mái nha nè, câu giặt bờ biển. Thì cái này cứng 50, dài 3m9, Ryobi nặng là 470g, đọt là 2 ly 5, giá công khai là 700k thôi nha anh em. Đó, cái này nó rỉ keo giá giảm giá 700k. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 em lên những người vẫn là một cây cần của Ryobi. Đó. Thì cây này vẫn dài 3m9 cứng 50 anh em, dài 3m9 cứng 50. Thì cây này đẹp hơn một tí. Cán là cán mốt, bắp là bắp Fuji tam hoàng, fan là fan Fuji cánh bóm. Keo cây này thì ok nha anh em, keo ok không lỗi nha mọi người. Đó. Không bị rỉ nha. Phôi ok anh em, phôi trắng nõn luôn. Bù là bullshit. Tất cả không bỏ lầm hết nha mọi người. Đó. Thì cái này cứng 50 dài 3m9 nha, quẩn về cho anh em đánh lăn xe, đánh tra, đánh chép, cọ nhập về biển. Thì cái này nặng là 470g, đọt là 2 ly 5, giá công khai cây số 2 là 800 nha anh em, 800k cộng xếp cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho người là một cây cần của Sunfit. Anh em, kit Holy Kit. Thì cái này dạng thương hiệu nội địa mọi người, fan là fan Fuji anh em, fan Fuji lỗ xám đây. Đó. Carbon sắn nha anh em, carbon sắn ít. Thì cái này carbon hai da nè, dạng carbon hai da. Đó. Đây nè, sắn ít. Double carbon đây nè. Đó. Đây nè. Keo nó bị rỉ cái này nè, này hả? Bị rằn rằn cái này trong nắng nha anh em, nhưng bao chắc anh em nha. Đó, không lỗi gì đâu, đánh vô tư nha. Đầu trên đây, đó. Đầu này đầu chụp kim loại nha anh em, chống nổ. Fan rỉ cái này đánh vô tư nha mọi người, keo nó thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Rất là chắc nha anh em. Đó. Ngoại hình còn rất là ok anh em, hàng hai da, sắn ít. Thì cái này cứng 60 dài 3m6. Cứng 60 dài 3m6, nặng là 370g, đọt là 2 ly 8. Giá công khai cây số 3 là giá 900 cộng xếp nha anh em. Đó, số 3 900 cộng xếp. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một hàng của Senwa, hàng quán hàng nội địa anh em, Senwa. Đó, dạng carbon carbon hai da anh em, xanh qua đây nè, dạng carbon hai da. Thì cái này nó có định vị lóng anh em, định vị lóng được sơn trắng nha anh em, sơn trắng trắng dạng ngọc trinh. Fan là fan Fuji xít, fan Fuji cánh bóm nha anh em, fan Fuji cánh bóm, bát là bát tầm Fuji tem hoàng. Ngoại hình ok anh em, rất là sạch sẽ đẹp đẽ nha mọi người. Đó. Thì cái này cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em, cứng ra tầm khoảng 50-80. Đó, cứng ra tầm khoảng 50-80, định vị nóng đầy đủ nha anh em. Đó, hàng nội địa. Ngoại hình ok nè, cứng ra tầm khoảng 50-80 nha anh em, dài 3m3, hàng chỉnh cho nên lăn xe nha anh em, đánh lăn xe. Đó. Đây là xếp bên. Đó. Nội địa nha mọi người, tem đầy đủ nha. Rồi. Cây số 3, cây số 3, cây số 4, cây số 4 nặng là 360g. Đọt 2 ly 3, đọt cứng ra tầm khoảng 50-80, giá công khai là 1 triệu nha anh em. Đó. Cây số 4 giá 1 triệu. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 là một lên cho cây mọi người là một cây cần của Suzumi. Thì cây Suzumi này thì cây 3 khúc như này, 3 khúc dạng carbon sắn chìm. Đây nè, đó. Sắn thì khỏi bàn nha mọi người, sắn thế này khỏi bàn. Nguyên cây carbon này, nguyên cây carbon, fan là fan xít. Fan là fan chân cao nè mọi người, fan chân cao, fan ca.
Thì cây này cứng 50 và 3m5 nha anh em, cứng 50 và 3m5, Suzumi hàng của Korea xuất Nhật. Thì cây này què cho anh em đánh tra đánh chép câu lăng xe nha anh em. Đó, tra chép câu lăng xe, câu giặc bờ biển, câu quật. Rồi. Cây số 5. Cây số 5 là nặng 270g, đọt 2 ly 5, đọt 2 ly 7 nha anh em, đọt 27. Giá công khai là 800k cộng ship anh em. Cây số 5 800k cộng ship. Tiếp theo bên những người cây số 6. Cây số 6 lên cho người một cây cần của Holy Kit, Holy Lock nha anh em, hàng của Holy Lock, hàng carbon whisker, hàng nội địa. Đó. Thì cái này là cây carbon hai da. Đó. Bát là bát đây qua. Rất là mới nha anh em, rất là mới luôn. Đó. Cây này đếp trước cũng đăng rồi, bây giờ lần lên giảm giá luôn. Đó nè, bu là bu ship nha anh em, bu ship. Thì cái này em có đi kèo lại đây, đi kèo lại fan này nha mọi người. Đó, fan này đi kèo lại, đi chỉ lên luôn. Đó. Thì cần kèo nào đi chỉ lên nói cho anh em. Đó. Thì dạng carbon hai da, sẵn từ đích ngọn, sẵn tít luôn. Carbon whisker anh em. Đó. Cần nội địa nha anh em, rất là mới luôn, siêu nhẹ, siêu mới. Hàng này về cho anh em đánh lăn xe, đánh chép, đánh tra thoải mái nha. Thì cái này cứng 50 và 3m6 nha anh em, cứng 50 và 3m6 nè, cứng 50 và 3m6. Nặng là 300g, đọt 21, giá công khai cây số 6 giá là 1.2 cộng ship nè, 1.2 cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho người vẫn là một cây cần Holy Lock, đây qua carbon whisker. Dạng carbon hay da anh em, đây, đó. Phôi nó, phôi sẵn ít hay da anh em. Đó, phôi sẵn ít hay da, carbon đen. Đọt thì đọt cargo nha mọi người, đọt sẵn cargo, tăng cái độ cứng của đọt lên. Bu xít nha anh em, bu xít. Phôi ok nha mọi người, phôi dạng carbon whisker này khỏi chê đâu hết nha mọi người. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Bát là bát Pussy nha anh em, bát Pussy tam hoàng. Đó. Rồi, cây số 7 á, cứng 30, nặng cứng 30 dài 3m nè. Đó, độ cứng 30 dài 3m. Thì nặng là 350g, đọt là 2 ly, đọt là 2.8 ly. Giá công khai khoảng là 1.2 triệu nha anh em. Đó, 1.2 triệu cộng ship cây số 7. 1.2 triệu cộng ship nha anh em. Giá này cực kỳ bèo luôn. Đọt cứng này 30 nha anh em. Đọt cứng ra tầm khoảng 30, chạy dài tới 50 nha. Đó. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 là một cây cần full túi luôn nha mọi người. Full túi. Cây này là dạng cần của Alpha Taco. Fan là fan nòng súng, fan shit nha anh em. Fan shit nòng súng. Cây này thì bao đẹp rồi. Đó, bao đẹp với anh em luôn. Phèn dẫn đây đây, phèn Pussy nha mọi người. Thì cây này cần Alpha Taco, cứng 50 dài 2m4 nha anh em, hàng của China xuất Nhật nha. Đó, phèn là phèn lòng súng, phèn dẫn bu Pussy chống sắn nha mọi người. Bu xít luôn nha. Phèn xít bu xít luôn. Đó. Hàng còn ok đẹp đẽ nha anh em. Cái mà cái ba khúc đời cao nha anh em. Hàng không xuất gì nhiều hết, còn tối luôn. Phèn là phèn Pussy. Thì cái này nặng là 260g, đọt 2.7 ly, cứng 50, dài 2m4. Giá công khai là 1 triệu nha anh em. Cái số 8 giá 1 triệu nha mọi người. Đó. Cái này về anh em câu ghe, bè thuyền, câu lăn xe, câu chai chép thoải mái nha. Đó. Số 8 giá 1 triệu nha mọi người, cái số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em đây mọi người là một cây cần phèn lá. Đó, cây phèn lá này của Shimano nha mọi người, cây phèn lá của Shimano. Nè. Thì cây này đợt trước bán mà gửi thì khách trả về, khách chưa coi hàng luôn, cũng không biết tại sao trả về luôn. Thì em đăng lại cho anh em. Thì cây này là cây phen lá của Shimano đây anh em, nó bị chóc một lớp sơn bóng nha anh em. Đó, sơn bóng đây, nó kiểu nó ra nè. Nó phôi thì ok chứ nha anh em, phôi ok, bao anh em ok luôn. Và anh em kiểm tra mà phôi lỗi lầm gì anh em trả về cho em nha. Cây này 50 và 27 nha anh em, 50 và 27. Bát là bát Shimano Fuji luôn, bát tài cao. Phen là phen lá nha nè, phen lá này mà cây này nó không xuất sắc, nó gơ đâu đó tầm khoảng 1.4 triệu đến 1.6 triệu nha nè. Đó, bây giờ cây xuất sắc là giảm giá. Phen là phen lá nha nè, phen lá này đánh bao cảm giác luôn nha, bao cảm giác. 50H7 về anh em lua cũng được nha mọi người. Đó, về câu lua cũng được. Thì cái này nặng là 270g, đọt 2.1 ly. Giá công khai cây số 9 giá là 1 triệu nha nè. Đó, giá công khai cây số 9 là 1 triệu. Giá công khai cây số 9 là 1 triệu anh em. Đó, 1 triệu cộng ship nha. Đó, fan là ok hết nha. Cây này thì bao anh em quyền đánh bao lỗi lầm nha. Đó. Thì ngoại hình nó có xuất sắc thôi, chứ chất lượng thì ok. Rồi, tiếp theo cây số 10.
cái số 10 em đang những người là một cây tay qua Holy Lock, hàng full hợp full tối luôn đó. Thì cái này dài 27 nha anh em, dài 27 hai khúc, nặng là 400g, đọt là 2.8 nha anh em, đọt 2.8. Thì cái này độ cứng chảy dài ra tầm khoảng 50 đến 120 nha mọi người đó. À, anh em, cái này cứng 80 và 27 nha mọi người, cứng 80 và 27. Thì độ cứng này rất là chuẩn cho anh em đánh lăn xe, câu cha câu chép, câu bao lực nha anh em, câu giặt bờ biển luôn. Đó, độ cứng bao chuẩn. Anh em, dòng đây qua hơi lock carbon sẵn hai da. Đó. Bass tầm bass Pussy tam hoàng, fan là fan Pussy cánh bóm. Nha anh em, đó. À, ok hết nha anh em. Đó. Fan ok hết. Dòng sẵn ít hay da này thì bao đẹp rồi, bao anh em đánh luôn. Rồi ok nha anh em, sẵn từ đất đến ngọn nha. Thì cái này em đi keo lại phen này đó, phen này em đi keo lại đây đó, phen đi nữa đây là phen này đi keo lại đó, cần đi keo lại em nói đi keo lại thôi đó. Cứng 80 và 27 thì cái này về anh em đánh cha đánh chép của lăng xe, còn bao lực thoải mái nha. Rồi giá công khai cây số mừng, giá công khai là 1.4 triệu cộng ship nha mọi người, 1.4 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 lên cho người là một cây cần Alpha Taco. Thì cây Alpha Taco này lúc trước cũng có lên à, cây này hai đọt nha nè, hai đọt đó, một đọt 50 một đọt 80 nha nè, một đọt 50 một đọt 80 về anh em xây sở tùy theo địa hình anh em đánh anh em. Đây đọt cứng thì 30-50, một đọt 50-80 nha nè. Đó, carbon sắn nha mọi người, carbon sắn đọt thấp. Phen này phen Pussy, bát bát Pussy. Đó, Alpha Taco. Hàng Korea xuất Nhật nha anh em, hàng Korea xuất Nhật. Bát bát Pussy. Đó, ngoại hình còn khá là ok anh em, không lỗi lầm gì hết. Hàng này của anh em câu lăng xe ca chép thoải mái nha, tùy địa hình anh em câu. Thì cái này nặng là 260g, đọt bọc ly 7, độ cứng 30-50, một đọt 2. 21 độ cứng 50-80 nha anh em. Rồi giá công khai cây số 11 giá là 1 triệu cộng ship nha. Đó, 11 1 triệu cộng ship. Tiếp theo qua ba cây cuối cùng, 12, 13 và 14. Thì cây số 12, cây số 12 em lên cho người một cái hàng hệ của Daiwa Kenjaki. Thì dòng Kenjaki này bao chắc rồi, khỏi cần quảng cáo. Thì cái này em mới về luôn, em chưa vệ sinh nè anh em. Đó. Cái nó còn dính bụi nè anh em. Đó, tao lấm cho nha. Phôi bao chắc cho anh em nha, phôi carbon vít cơ, carbon hai da đó, kê quát phôi bao chắc nè, phôi sáng nhít nha anh em, sáng nhít đỏ bằng thân nha, bù bù trắng sáng. Phen là phen Pussy biển nha anh em, phen Pussy biển đây dạ quang luôn đó, Pussy biển cho quang. Thì can này em chưa vệ sinh em, nó đóng muối nè đó, về anh em chịu khó vệ sinh là giúp em nha. Đó, nhìn là biết cây nào vệ sinh cây nào chưa vệ sinh. Đó. Hàng này quẹ anh em đánh bạo lực, anh em đánh bạo lực thoải mái nha nè, bạo lực săn hàng. Đó, con tra chép lăn xe. Thì cây này cứng 80 và hết 7. Nặng là 425g, đọt là 3.7. Giá công khai cây số 11 giá 1.7 triệu cộng ship nha anh em. Số 1 1.7 triệu cộng ship và anh em đánh săn hàng nha. Đó. Tiếp theo cây số 12. Đó. Cây này cây số 12 nha mọi người, cây số 12 1.7 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 13, thì cây số 13 vẫn là một cây Kenjaki, cây quát carbon sáng nét. Thì cây này về cho anh em câu máy điện săn cá thu, đánh ghe tàu nha anh em, săn hàng đó. Thì cây này độ cứng rất là khủng luôn, cây này cứng 200 và 24 nha anh em, cứng 200 và 24, carbon sáng nét toàn thân nha mọi người đó, carbon sáng nét toàn thân đó. Dòng này thì anh em về đánh dàn khoan nha anh em, đánh dàn khoan săn hàng đó, dòng khắc là cứng nha anh em, cần rất là cứng luôn. Phen là phen biển hết nha mọi người, phen biển hết luôn đây, tất cả phen biển hết. Thì cái này anh em về cũng vệ sinh phen lại giúp em nha. Đó, cần sao nói vậy thôi, bu là bu chống sắn nha anh em, phôi thì em bao anh em ok đó, không lỗi lầm gì hết. Thì cái này cứng 200 và 24, nặng là 280g, đọt là 4.4. Giá công khai cây số 13 giá là 1.6 triệu cộng ship anh em. Đó, 13 1.6 triệu cộng ship. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 14. Cây số 14 lên cho người là một cây cần Kenjaki, cần 3 khúc, dạng cũng đến bạo lực nha mọi người. Đó, cây này dài 3m. Dài 3m cứng 200 nha anh em. Dài 3m cứng 200, phen là phen Pussy. Xám Pussy mà
fan là fan Fuji biển anh em, fan Fuji biển Dạ Quang đó, càng càng 3 khúc anh em. Cây này về anh em công năng xe chai chép thoải mái nha, chất liệu carbon, bát là bát Fuji Ryobi anh em đó. Tem nội địa anh em, cây nội địa đọc là đọc thấp à, bu chống sắn luôn nè, bu chống sắn còn ok anh em, xuất sắc đó. Cây này cây xuất sắc đây đó. Thì cái này nặng là 580 g, đọt là 3.4 L, giá công khai cái số 14 giá 1.4 triệu cộng ship nha anh em. Rồi đó tao cộng 14 cái cần em đa cho anh em hôm nay, nếu anh em ưng cái nào chốt đem số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.